Xin chào các bạn khán giả của Sống An Lạc. Các bạn thân mến, đã bao giờ bạn bị tê cứng chân tay đến mức không thể đi lại được chưa ạ? Hoặc là có cảm giác kiến cắn ở gan bàn chân, các ngón tay rất khó chịu khiến bạn không thể cử động được. Thông thường, hiện tượng này xảy ra khi mà chúng ta duy trì một tư thế trong thời gian quá dài, ví dụ như là khi chúng ta ngồi làm việc một chỗ quá lâu, nằm ngủ sai tư thế hoặc là mang vác vật nặng, làm cho mạch máu và dây thần kinh bị chèn ép, khiến cho máu khó lưu thông. Khi đó, cách xử lý nhanh chóng nhất đó chính là nắn bóp chân tay cho mạch máu lưu thông trở lại hoặc là chịu đựng cảm giác đó đến khi chúng tự biến mất. Những lần sau, chúng ta lại tiếp tục xử lý như vậy và chúng ta cho rằng đó là một hiện tượng vô thường. Thế nhưng, sự thật thì lại hoàn toàn không hề đơn giản như vậy đâu các bạn. Đặc biệt là khi chúng xuất hiện kèm theo một số dấu hiệu khó chịu khác thì tê bì chân tay chính là một hồi chuông cảnh báo bệnh tật đang bủa vây khắp cơ thể bạn. Tình trạng tê bì chân tay thường xuất hiện khi chúng ta duy trì một tư thế cố định trong một thời gian dài. Ví dụ như ngồi làm việc cố định một chỗ quá lâu, lái xe liền trong nhiều giờ, nằm ngủ sai tư thế hoặc khuân vác vật nặng, thường xuyên hoạt động căng cơ hoặc co thắt cơ, hay đơn giản chỉ là việc bạn đi giày dép quá chật. Những hành động này khiến mạch máu và dây thần kinh của bạn bị chèn ép, máu khó lưu thông, gây áp lực lên dây thần kinh và dẫn đến tình trạng tê bì tay chân. Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ảnh Đạt, chuyên khoa thần kinh, phòng khám quốc tế Victoria cho biết, các cảm giác tê cóng, kiến bò hay kim châm ở chân, tay đều là những triệu chứng phổ biến, thế nhưng chúng lại chưa hẳn là triệu chứng điển hình đủ để chẩn đoán bệnh lý. Khi bị tê tay chân, theo phản xạ tự nhiên, chúng ta thay đổi tư thế, xoa bóp tay chân nhẹ nhàng là những cảm giác tê cóng, kiến bò sẽ tan biến. Thế nhưng điều đáng lo ngại nằm ở chỗ, khi cảm giác tê bì không xuất hiện đơn lẻ mà đi kèm với một số triệu chứng khác và xuất hiện với tần suất thường xuyên thì có nghĩa cơ thể bạn đang tiềm ẩn bệnh tật. Thứ nhất, tê bì chân tay kèm đau đầu, cảnh báo đột quỵ. Các bạn đang thắc mắc tê bì chân tay thì có mối liên hệ gì với đột quỵ phải không nào? Các chuyên gia giải thích rằng việc đột nhiên bị tê liệt ở nhiều vùng cảm giác của não bộ, khớp bị cứng hoặc là tê chân tay chính là một trong những triệu chứng rất dễ phát hiện của đột quỵ. Vậy nên, khi bạn nhận thấy mình hoặc người thân bị tê bì tay chân kèm theo đau đầu, thì tốt nhất bạn hãy chủ động kiểm soát chế độ ăn uống và tìm đến sự tư vấn của bác sĩ càng sớm càng tốt các bạn nhé. Thứ hai, tê bì chân tay kèm ngứa gan là dấu hiệu ban đầu của bệnh đa xơ cứng. Bạn có biết, trên thế giới có khoảng 2,1 triệu người đang mắc bệnh đa xơ cứng. Tê bì chân tay và ngứa gan cũng được xem là dấu hiệu ban đầu của bệnh đa xơ cứng. Đây là rối loạn tự miễn dịch gây ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh ở não và tủy sống. Bệnh thường gây viêm, lặp đi, lặp lại, phá hủy màng bọc myelin của dây thần kinh, làm gián đoạn tín hiệu thần kinh, gây thiệt hại cho các sợi thần kinh cơ và các triệu chứng khác. Đa xơ cứng là tình trạng bệnh mãn tính, tiến triển theo thời gian. Các triệu chứng phổ biến của đa xơ cứng bao gồm co thắt cơ bắp, chóng mặt, mệt mỏi và mất cân bằng. Nếu như bạn nhận thấy mình có dấu hiệu này, hãy đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt để chẩn đoán tình trạng nhé. Dù cảm giác này có thể nhẹ hoặc nghiêm trọng, thế nhưng cũng có thể gây rắc rối cho người bệnh trong sinh hoạt hàng ngày. Thứ ba, tê bì chân tay kèm ngứa gan có thể là biến chứng thần kinh của bệnh tiểu đường. Căn bệnh mãn tính tiểu đường có lẽ không còn là cái tên xa lạ gì với chúng ta nữa rồi, phải không nào? Còn biến chứng thần kinh do tiểu đường gây ra thì đây là tình trạng tổn thương của hệ thần kinh ngoại biên gây ra bởi căn bệnh này. Có tới khoảng 60-70% người bệnh tiểu đường mắc phải biến chứng thần kinh này. Bệnh có thể ảnh hưởng đến bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, bao gồm cả chân và bàn chân. Một trong những triệu chứng ban đầu phổ biến ở người bệnh bị tổn thương dây thần kinh do tiểu đường đó chính là tê bì hoặc ngứa gan bàn chân. Nghiêm trọng hơn, chứng tê bì có thể khiến các vết loét phát triển ở bàn chân bệnh nhân bị tiểu đường không được chú ý, dẫn đến nhiễm trùng, thậm chí nhiều bệnh nhân còn có nguy cơ phải cắt cụt bàn chân. Thứ tư, tê bì chân tay kèm đau nhức có thể là biểu hiện của hội chứng ống cổ tay. Các bạn đã biết gì về hội chứng này chưa ạ? Chúng còn có tên gọi khác là hội chứng đường hầm cổ tay, xảy ra do sự chèn ép các dây thần kinh viêm sưng nề gây tê các đầu ngón tay. Cụ thể, khi dây thần kinh giữa trong ống cổ tay bị chèn ép sẽ khiến bạn bị đau, tê bì và loạn cảm các ngón tay cái, ngón trỏ, ngón giữa và một phần ngón nhẫn. Trong một số trường hợp,
đau và tê bì còn có thể lan rộng đến toàn bộ bàn tay, thậm chí là cổ tay và cẳng tay. Đáng lo ngại hơn, tình trạng bệnh lý này không chỉ xảy ra ở tay mà còn có thể xuất hiện ở cả chân. Khi bạn thấy xuất hiện tình trạng ngứa ran và tê liệt bất cứ nơi nào trong lòng bàn chân thì đó chính là biểu hiện cho thấy chân của bạn cũng đang mắc hội chứng ống cổ tay phiên bản chân. Hội chứng ống cổ tay có thể gây tổn thương thần kinh vĩnh viễn nếu như không được điều trị kịp thời. Thứ năm, tê bì chân tay kèm ngứa ran có thể là biểu hiện của bệnh đau cơ sơ. Bạn đã bao giờ nghe đến hội chứng này chưa ạ? Hội chứng đau cơ sơ còn có tên gọi khác là hội chứng đau nhức toàn thân. Triệu chứng của hội chứng này rất phức tạp, trong đó có tình trạng đau đầu, sưng và tê hoặc ngứa râm ran ở cẳng tay hoặc chân. Sự tê liệt kèm ngứa ran này được gọi là chứng dị cảm. Những ai mắc phải căn bệnh này thường phải chịu đau đớn và mệt mỏi kéo dài, lâu ngày sẽ gây ra tình trạng lo âu, căng thẳng và thậm chí là trầm cảm. Thứ 6. Tê bì chân tay báo hiệu cơ thể bạn đang thiếu vitamin, nhiễm trùng hoặc nhiễm độc tố. Các bạn biết đến những loại vitamin nào và tác dụng của chúng là gì? Ví dụ, vitamin D giúp xương chắc khỏe, vitamin A giúp sáng mắt, vitamin B, vitamin C giúp tăng cường chức năng hệ miễn dịch hay vitamin E giúp gìn giữ làn da luôn tươi trẻ, căng mịn. Khi cơ thể thiếu hụt đi những khoáng chất này sẽ khiến chân tay của chúng ta bị tê bì, nhức mỏi. Trong môi trường sống của chúng ta luôn tồn tại các độc tố như chì, arsen và thủy ngân và độc tố từ một số loại thuốc hóa trị, thuốc kháng sinh. Khi chúng ta tiếp xúc với những độc tố này cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng của dây thần kinh và khiến tay chân bị tê. Ngoài ra, các nhiễm trùng như herpes, zona và HIV/AIDS thường có thể khiến nhiệt độ da thay đổi bất thường. Da lạnh hay nóng quá cũng có thể gây cảm giác tê tay chân. Và thứ 7, tê bì chân tay là triệu chứng của thoái hóa đốt sống cổ và một số bệnh nguy hiểm khác. Các bạn thường ngồi cố định tại bàn làm việc trong thời gian bao nhiêu lâu? Việc bạn ngồi làm việc với máy tính quá nhiều, cúi đầu trên điện thoại lâu hoặc là mang vác vật nặng, vật cồng kềnh sẽ khiến cơ thể căng cứng các cơ, gây đau mỏi, tê bì, dẫn đến bệnh thoái hóa đốt sống cổ. Bệnh gây cản trở rất nhiều trong cuộc sống và sinh hoạt bởi những cơn đau nhức tê mỏi dai dẳng kéo dài. Chưa dừng lại ở đó, các bệnh nguy hiểm như gan, tuyến giáp, tiểu đường, đột quỵ, bệnh về máu hay sự mất cân bằng nội tiết tố cũng đều có thể là nguyên nhân khiến tay chân bạn bị tê bì. Khi gặp phải tình trạng tê bì tay chân, các bạn thường cải thiện tình trạng này bằng cách nào ạ? Massage, nắn bóp nhẹ nhàng để các mạch máu được giãn nở, lưu thông dễ dàng hơn, hay là giữ nguyên trạng thái và để chúng tự biến mất? Đừng chỉ điều trị đơn thuần bằng một vài động tác xoa bóp như vậy và cũng đừng dễ dàng thỏa hiệp với những cơn tê bì chân tay khó chịu các bạn nhé. Bởi tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ bật mí với quý vị và các bạn 3 cách chữa tê tay chân bằng thuốc nam đơn giản, hiệu quả và đặc biệt là chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện ngay tại nhà. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Cách thứ nhất, chữa tê tay chân bằng thuốc nam với lá lốt. Các bạn biết lá lốt chứ? Chả lá lốt là món ăn rất thơm ngon mà nhiều người Việt Nam rất yêu thích. Thế nhưng không chỉ được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực, lá lốt trong góc độ y học còn là cây thuốc nam điều trị triệu chứng tê bì tay chân rất hiệu quả, được lưu truyền lâu đời trong dân gian. Theo y học cổ truyền, lá lốt có tính ấm, vị cay, có khả năng quy vào các kinh tỳ, vị, giúp giảm đau, ôn trung, trừ phong thấp, giảm tê bì tay chân do lạnh. Ngoài ra, trong lá lốt còn chứa tinh dầu và hoạt chất alkaloid có công dụng alkaloid. Ngoài ra, trong lá lốt còn chứa tinh dầu và hoạt chất alkaloid có công dụng giảm viêm, giải tỏa căng thẳng. Bạn có thể chữa tê tay chân bằng lá lốt theo hai cách sau đây. Đầu tiên là bài thuốc uống. Bạn cần chuẩn bị từ 15 đến 20 chiếc lá lốt tươi, rửa sạch rồi cho vào ấm, sắc cùng 2 chén nước. Đun sôi trên lửa nhỏ cho đến khi cạn còn khoảng 1/2 chén thì sử dụng mỗi ngày một lần sau khi ăn tối xong. Các bạn hãy kiên trì dùng thuốc trong ít nhất 10 ngày liên tục để việc điều trị đạt hiệu quả tối đa nhất nhé. Cách thứ hai đó là bài thuốc ngâm. Các bạn hãy chuẩn bị khoảng 200g lá lốt và một ít muối ăn. Lá lốt đem rửa sạch, vò nát rồi nấu với 2 lít nước. Sau đó, để nồi nước sôi được khoảng 10 phút rồi thêm muối, quấy cho đến khi muối tan hoàn toàn.
Tiếp theo, bạn gạn nước lá lốt ra một cái chậu nhỏ để cho nước nguội còn khoảng 50 đến 60 độ C thì bỏ cả hai chân vào ngâm trong khoảng 20 phút. Với bài thuốc này, các bạn hãy thực hiện đều đặn mỗi ngày một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp kích thích lưu thông máu trong toàn bộ cơ thể, giảm nhức mỏi, tê bì tay chân và đem lại cho bạn một giấc ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, đối với cách này, các bạn cần lưu ý một số điều sau đây. Không nên dùng lá lốt ngâm chân khi đang có vết thương hở hoặc bị viêm nhiễm ngoài da. Không sử dụng bài thuốc chữa bệnh tê tay chân này cho phụ nữ có thai, bệnh nhân đái tháo đường, người bị suy giãn tĩnh mạch ở chân. Và lưu ý thứ ba, tránh ngâm chân vào nước quá nóng, sẽ dễ bị bỏng và khô da. Lượng nước ngâm chân chỉ cần ngang mắt cá chân là được, không nên ngâm tới quá đầu gối. Cách chữa bệnh tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn đó là bài thuốc nam điều trị bệnh tê tay chân từ gừng. Những nhánh gừng vàng ươm, cay nồng chứa đựng hàng loạt các hoạt chất như sugaol, gingerol có khả năng làm co giãn mạch máu, kích thích bơm máu đến tay chân, làm giảm cảm giác tê. Do đó, ngoài công dụng làm gia vị thì gừng còn được coi là một loại thuốc nam điều trị bệnh xương khớp rất đặc biệt, điển hình là các triệu chứng đau nhức khớp, viêm khớp, thoát vị đĩa đệm và cả chứng tê bì tay chân. Cách thực hiện như sau. Bạn chuẩn bị một nhánh gừng tươi và 2 thìa muối hột. Gừng rửa sạch để nguyên cả vỏ và giã nát. Tiếp theo, cho gừng vào nồi nấu với 1 lít nước và muối hạt, gạn nước ra chậu để cho nguội bớt rồi dùng ngâm tay hoặc ngâm chân. Bài thuốc này bạn hãy áp dụng mỗi ngày một lần và mỗi lần ngâm từ 15 đến 30 phút để đạt hiệu quả điều trị tốt nhất nhé. Và cách điều trị thứ ba mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn đó là bài thuốc nam chữa bệnh tê tay chân bằng ngải cứu trắng. Bài thuốc này cũng rất phổ biến trong dân gian đó các bạn. Và nguyên liệu cho bài thuốc lại vô cùng dễ kiếm tìm nữa. Ngải cứu có tính ấm, khi kết hợp cùng với nhiệt độ ấm sẽ làm các động mạch giãn nở, giúp máu được lưu thông tốt hơn, từ đó cải thiện tình trạng tê bì tay chân hiệu quả. Mỗi khi bị tê tay chân, bạn chỉ cần hái ngải cứu về, đem ngâm với muối và đắp lên khu vực cần điều trị. Cách thực hiện cụ thể như sau. Bạn hãy chuẩn bị một bó ngải cứu to, 2 thìa muối hột và nước sôi. Sau đó, cho ngải cứu cùng với muối hột vào một cái chậu nhỏ, cho nước sôi vào ngập mặt ngải cứu. Tiếp theo, chờ khoảng từ 2 đến 3 phút cho lá ngải cứu mềm ra thì bạn hãy vớt lấy xác và đắp vào khu vực tay chân đang bị tê mỏi. Để bài thuốc đạt hiệu quả điều trị tốt nhất, các bạn hãy kiên trì áp dụng điều trị trong khoảng 1 tuần, mỗi ngày đều đặn từ 1 đến 2 lần nhé. Và thêm một lưu ý chung cho cả 3 bài thuốc. Nếu muốn áp dụng các cách chữa tê tay chân bằng thuốc nam này, các bạn nên tham khảo trước ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa. Trong quá trình điều trị, cũng nên thăm khám định kỳ để có thể xác định mức độ hiệu quả của thuốc đối với tình trạng bệnh của mình, cũng như kịp thời thay đổi phương án điều trị nếu như cần thiết. Chúc các bạn thành công! Tê bì tay chân, một trạng thái tưởng như vô thường vô phạt mà chúng ta vẫn hay gặp trong cuộc sống hàng ngày, thế nhưng thực tế lại tiềm ẩn rất nhiều cảnh báo quan trọng cho sức khỏe của chúng ta. Vì vậy, các bạn đừng chủ quan nhé. Sức khỏe chưa bao giờ phải là một trò chơi, mà đó là một trách nhiệm mà mỗi người cần phải chăm sóc và bảo vệ. Các bạn hãy ghi nhớ những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ ngày hôm nay và đừng quên đón xem chương trình mỗi ngày để ủng hộ chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.